Hân hạnh uh, chào mừng tất cả bạn và các em đến với sáng uh, sớm luyện não Hôm nay chúng ta sẽ chữa cái đề chống sai ngu lý thuyết hóa đề cuối cùng, đề số 08 nhá. Rất là mong muốn tất cả bạn và các em đã và đang theo dõi buổi học này để giúp thầy Minh chia sẻ lại Cũng như là tác giúp thầy Minh tất cả các bạn và các em vào đây ạ Ok ạ, sẵn sàng chưa? Chiến đấu nhá Comment liên tục nhá Rồi, comment làm sao phải nhanh hơn thầy Thầy Kinh, câu số 1 ạ công thức phân tử của dimethylamine. thì công thức cấu tạo nó là CH3 NH CH3 nên công thức phân tử nó sẽ là C2H7N 1. đáp án chính xác đáp án B một B các em nhé 2. tơ được sản xuất từ cellulose này 2. tơ được sản xuất từ cellulose này tơ nào cầu này ngáo này cầu này mới ngáo này tơ nào được sản xuất từ cellulose ạ tôi nào cẩn thận bị lừa nhá ô lông không cáp long không tôi tầm thì hơi căng nhỉ tại vì mình nhớ đây là con dâu nó ăn con tầm nó ăn dần lá dâu tôi tầm ấy tôi visco à tôi tầm ấy tôi visco này tôi tầm ấy tôi visco các em à, học những bạn nào học thầy minh liên tục thì bạn sẽ nhớ rằng nó là gì ạ tôi visco tại vì tôi visco đi từ cellulose Đúng chưa? Nhúng vào dung dịch CS2. Đấy. Thế tại sao tôi tầm lại không được? Thì là con Tằm uh, tầm nó ăn lá dâu là thức lá dâu là thức ăn của nó. Chứ không phải là được sản xuất từ cellulose. Đúng không ạ? Đấy, các bạn phải cẩn thận nha. Hãy cẩn thận. Hãy cẩn thận. Câu số 3. Chất nào sau đây thuộc loại polymer tổng hợp? Câu số 3. Chất nào sau đây thuộc loại polymer tổng hợp? tôi tầm là thiên nhiên đúng chưa tinh bột là thiên nhiên còn ethylene và tơ acetat thôi thì ethylene là tơ tổng hợp đúng không còn acetat và visco là bán tổng hợp ok không ạ câu 4 ethanol có ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực như công nghiệp thực phẩm y tế công thức của ethanol là c h năm h đúng không quá dễ dàng quá dễ dàng rồi mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn câu 4 Đã án D và hiện tại thì đa số các bạn đều comment chậm hơn thế mình. Tốc độ các bạn cần phải để nhanh hơn nữa. Câu số 5 ạ. Kim loại nào sau đây nhiệt độ nóng chảy cao nhất? Anh nào nhỉ? Von Fram. Câu số 6. Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi tác dụng với dung dịch BaHCO2 lần. Tác dụng với dung dịch nào? Thì đáp án chắc chắn của chúng ta là đáp án N2CO3. Chất sinh ra kết tủa. Ba, tiêu bài. Đúng không ạ? Câu số 7. 7 nào. Tốc độ nhanh hơn nào. Câu số 7 ạ, à, các bạn chọn đáp án gì ạ? À? Câu 7 ạ. À, ta đang khởi động từ những câu dễ nhất. Câu 7 nhá. Số đồng phân amino acid. À đây các bạn comment đầu tiên đây này, này. Nguyễn Minh Luyến này. Nguyễn Thị Minh Luyến này. Nào, số đồng phân amino acid đây. COOH này. 1 2C đúng không? 3 c với n 2 chạy đây là một đây là hai vậy mình sẽ có câu số 7 đáp án đúng của chúng ta là đáp án c hai đồng phần amino axit chia buồn với bạn khải minh chọn a chia buồn với bạn thùy dung chọn a Đấy, đáp án chính xác của chúng ta câu 7 là đáp án c sai một lần nhớ cả đời em nhớ nhé câu số 8 công thức thạch cao sống à? câu số 8 ạ à công thức của thạch cao sống là gì thạch cao sống công thức là gì ạ 8 a cas 4 cộng hai nước em nhé câu 9 ạ trong các ion kim loại sau đây ion nào có tính xoáy là yếu nhất trong các ion kim loại sau đây ion nào có tính xoáy yếu nhất thì tính kim loại của nó của đứng hàng kim loại phải mạnh nhất khi nào ba cần mua đúng không b m 2 cộng sẽ là anh mà có tính yếu xóa yếu nhất câu 9 đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án b ồ Buồn đấy không bạn nào sai cứ bạn nào sai rồi thầy nhìn thấy minh phương rồi thầy nhìn thấy cần thám rồi ta tốt có 10 cho các chất đích tác dụng với nào đó. thu được CH3 CO nữa và CH5 hóa chất đích là đấy thì chắc chắn nó phải là ST của CH3 CO rồi bỏ A bỏ C đúng chưa đây còn hai này CS3 CO CS3 và c 3 CO CS5 như đây thu được CS5 nên đáp án đúng chúng ta chỉ có thể là đáp án C mà thôi đúng không ạ phải rất là dễ thôi quá đơn giản chứ còn gì chúng ta xong câu 10 ạ và ra sang câu số 11 khởi động nhẹ nhàng xong bắt đầu tăng tốc độ lên chuột dung gì chất nào sau đây không dẫn điện được không dẫn điện được thì tương đương với việc là nó không điện ly được chưa đáp án đúng là đáp án A à, HCl trong benzen là không điện ly CaOH là lần điện ly này c 3 cna có, D có. Đây là một câu rất là khoai. Úi rồi ôi, bây giờ mới thấy Yến Linh học ạ. À. Chào Yến Linh nhá. Trời ơi, ý B, ý B là c 3 coa trong nước thì chắc chắn là nó phân ly rồi. Ở đây chỉ có A thôi, tinh ý nhá. Chơi buồn với các bạn chọn B. Ở đây thì nhìn thấy có hai bạn chọn B này, Nguyễn Đạt này, Phạm Minh Phương này. Chưa buồn với hai em. Sai một lần nhớ cả đời nhá các em nhá. 12 ạ. Thật nào sau đây tác dụng được với dung dịch Na2CO3 sinh ra khí CO2. Thì tác dụng với n 2 co 3 và sinh ra khí CO2 ấy, thì nó là gì? HCl, đúng không ạ? H+ cộng cộng với CO2- trừ để tạo thành H2O cộng CO2. 13. 13 nào. 13 các bạn chọn đáp án gì ạ? con Còn đáp án xem nào. Mạnh mẽ chiến thắng. và Cho sơ đồ phản ứng hợp chất X là Na2CO3 cộng với X để tạo thành Na2CO3 cộng 2 o Vậy thì x của chúng ta nó phải biến thành CO3 hay trừ cơ Từng bạn nào ngu ngốc chọn nhầm nhá Từng bạn nào ngu ngốc chọn nhầm nhá Nhiều bạn là ba thì dự đoán là, là là, là nhiều bạn là đi chọn nhầm lắm đấy Em nào Đấy biết ngay mấy đứa bị lừa rồi này Mấy đứa bị chọn HCL rồi này Nếu các em chọn HCL thì nó phải sinh ra khí CO2 Tại vì HCO3 trừ cộng H cộng tạo thành CO2 mà Nhá lên loại này tạo thành N2CO3 không có okay K nên loại C loại A vậy đáp án đúng của chúng ta chỉ có là NaOH co 3 cộng NaOH sẽ sinh ra N2CO3 cộng với lại 2 o các em nhá đấy đáp án chính xác chúng ta đã đáp án D 14 ạ 14 nào các em 14 các bạn chọn đáp án gì ạ trước cần trước nhanh nhanh nào 14 ạ cái loại nào sau đây thuộc nhóm 2A cho bạn tuần hoàn nhóm 2A đọc ra rả rả mãi rồi đúng không ạ bé mang cây trúng bắn ruồi vậy nó là gì ạ nhóm e là gì ạ mười lăm à? ạ mười lăm ạ chất nào sau đây ạ mười lăm ạ chất nào sau đây là đồng phân của este mười lăm chất nào sau đây là đồng phân của st metin acetat à, đúng không Mê... anh này là metinacetat vậy là C3H6O2. Đồng phân thì phải cùng với công thức phân tử. Đúng chưa? Các công thức cấu tạo. Vậy chỉ có anh A này thỏa mãn này. 15 chỉ có anh A thỏa mãn. Chỉ có anh A thì đều có chung công thức là gì ạ? C3H6O2. Đấy. Chưa buồn với các bạn đã chọn B. Một lần sai là một lần nhớ. Đúng không? Sai một lần nhớ cả đời. Thì nhìn thấy nhiều bạn sai lắm. Hai bạn luôn. Được chưa? 16 nào. 16 các bạn chọn đáp án gì ạ? Không cần trước các em, comment nhanh lên. 16 ạ. Kim loại M ta dụng với axit HCl. Bỏ CU, bỏ AG. Oxit nó bị khử với CO. Vậy là oxit của kim loại phải đứng sau AL. Đáp án C. 17. Dãy gồm các chất đều bị thủy phân trong dịch H4 đu động. Dãy gồm, gồm các chất đều bị thủy phân trong dung dịch H2S4 đun nóng ạ. À. Nào, những chất nào bị thủy phân trong dịch h 4 đun nóng ạ? À? Thế thì mình phải đi loại trừ những thằng không bị thủy phân. Những thằng không bị thủy phân là những thằng monosaccharide. Glu không, group không. Vậy đáp án đúng đáp án A. Xác đi saccharide tinh bột poly, cellulose poly. 18. Phát biểu nào sau đây là sai? 18 ạ. À. Phát biểu nào sau đây là sai? Cellulose tri... Nitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo Tơ nhân tạo là sai chứ thuốc súng không khói là đúng Đúng không ạ? Trong công nghiệp Tinh bột được dùng để sản xuất bánh kẹo và glucose Hồ rán là sai Hồ rán phải là tinh bột ở à đâu, tinh bột đúng mà Được, được, được Glucose được sử dụng trong công nghiệp trắng gương cho vít đúng 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 không? Trong y học glucose được dùng là thuốc tăng lực bạn phải pha thế chế thuốc đúng vậy 18 ta bán sai chúng ta là đáp án A nhá được chưa rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như là comment vào ngày hôm nay thầy Minh rất là mong muốn là tất cả các bạn các và các em có thể giúp thầy tác tất cả các bạn của các em vào đây và chia sẻ buổi học này lại với tường ạ à. bởi vì đây là một buổi học free hello Trung Hiếu chào Trần Thám comment mạnh mẽ lên nữa nhá 19 cái tiên nào sau đây công thức phân tử là C4H8O2 thì tiên nào sẽ tát còn gì 20 à? 3-stearin có công thức là gì ạ? Risterin có công thức là C77H35 CO tất cả 3 lần C35. Ok. 21. Phát biểu nào sau đây là sai? 21. Phát biểu nào sau đây là sai? Trùng ngưng axit adipic và ethylene glycol. Tolapsan sai. Tolapsan thì phải là gì ạ? Acid terephthalic. Đúng không? và ethylene glycol nào ý b này polymethyl được dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas đúng quần áo bằng tơ ni lông, len lông cừu tơ tằm không nên giặt với xà phòng đúng tại vì bọn nó là tơ polyamid thì nó dễ bị thủy phân liên kết NHCO dễ bị thủy phân trong môi trường kìa bản chất cấu tạo hóa học của sợi bông là cellulose đúng vậy sai là quá ấm đúng không okay. kìa quá ấm xem có bạn nào sai xem có bạn nào nhầm không mắt lé mắt lé sáng là giải sai này là mắt lé thôi không hai hai ạ một tính toán đầu tiên thì phân m gam xác với hiệu suất sáu phần trăm một anh xác thì thu được hai anh c sáu h mười hai o sáu c sáu h mười hai o sáu thì nó tráng là thầy hai a g đầu tiên mình tìm số mol a rồi hai phẩy chín sáu gam bạc nào Ta có 12,96 12,96 chia 108 Bằng bao nhiêu mon đây Không phải 12 mon Đấy Vậy ta tìm được không phải 12 mon bạc Thì suy ra số mon xe sắp T6 12,6 bằng 06 đúng không? Chia 2 Anh này không phải 0,6 thì suy ra số mol xác là bằng 0,03 đúng không? Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được khối lượng của xác Khối lượng của xác bằng 3 x 342 bằng bao nhiêu đây ạ? 10,26 g. Đáp án chính xác câu 22 chúng ta đó là đáp án C các em nhé. Ô, các bạn chọn A. Ô nhiều bạn chọn A thì mình tính sai à? A có hiệu suất 60%. Thì mình quên hiệu suất đấy. Vậy phải nhân với lại 0.6. Ý toàn. Vậy là 10.26 nhân với 0.6. Phật nhân nghịch chia đúng không? Phải chia 0.6. Chia 0.6. Bằng 17.1. À các bạn đúng. Đấy. Thầy Minh mới là người lẻ. Thầy Minh mới là người lẻ. Các em thấy không? Buổi sáng mà làm mấy cái câu tính toán là não nó lạc lắm. Câu 23 Dung nóng 12 gam BTX của công thức là ca 4 o 2 Vậy nó là HCOO TF3 Số mol là 12 Chia cho 60 Thì bằng là 0.1 Vào dung dịch NaOH Vừa đủ Mình sẽ thu được muối là HCONA đúng không ạ Số mol muối là 0.1 Vậy mình sẽ tìm được khối lượng Đúng không ạ 0,1 x 67 bằng 0,1 x 67 Đúng không ạ? 12 gam này 12 Chia cho 60 Cố mon bằng bao nhiêu ạ? À 0.2 chứ không phải 0.1 Đấy Buổi sáng mà nhậm là lag lắm Em ạ Buổi sáng mà nhậm là lag lắm Đây 0.2 cơ mà Anh này là 0.2 mon cơ mà Đây 0.2 mà 0.2 mà nhân 67 mà bằng 13,4 gam các em nhé 13,4 gam 13,4 đến 13,6 nhân 68 nhé sorry ạ nhân 68 0,2 phân tử khối nhân 68 13,6 đáp án đúng đáp án A các em nhé hay chưa hay chưa lát chưa hay tự cho phương trình khoa học, học sau cho phương trình học của phản ứng sau nào các em các em comment nhanh, nhanh lên nào các em comment làm sao phải nhanh hơn thầy cơ mà hai tư ạ cho phương trình học sao phát biểu là sau đây là đúng phát biểu là sau đây là đúng Ion ông 2 u hai cộng tính ô xóa mạnh hơn ag cộng sai nhá ag tính khử mạnh hơn CO2 sai nhá ion ag cộng bị khử thành ag ion ag cộng bị khử thành ag ag cộng thì tính oxy hóa tính oxy hóa thì nó sẽ là bị khử đúng ui mấy câu buổi sáng nay lag nhờ kinh đấy đây này. 24 ối bạn tô sai. A có thiện tính oxy hóa Ag cộng hệ tính oxy hóa thì nó phải là bị khử. 25 nào. Amin nào sau đây ạ? 25. Amin nào sau đây không ở thể khí điều kiện thường? Không ở thể khí nha. metinamin là khí rồi, etinamin khí. imetinamin là khí, vậy không ở thể khí là B. B các em nhá, 25 đáp án B. bỏ. 25. Không ở thể khí cơ mà hiếu ơi. Hiếu đi chọn là thể khí rồi đấy hiếu nay mới dậy sớm học bài lát chưa lát não chưa em tăng chưa 26 này 26 nào hai gam hỗn hợp của metinamin và dimetinamin bảo toàn khối lượng ta có mở muối chính bằng amin cộng mã cl bằng bao nhiêu đấy ạ Đó, các bạn cũng bấm máy tính cùng với mình chưa nào hai cộng 0,05 nhân 36,5 bằng 3,825 ạ. À. 3,825 vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án A các em nhé. Mạnh mẽ lấy máy tính mà comment đáp án vào. Nhiều bạn lác lắm đây này. Hay vậy ạ. À? Cho giấy các chất. Số chất trong giấy tác dụng được với nước brom. à có bao nhiêu chất trong dãy này tác dụng được với nước brom ạ? À? Fructose là không tác dụng brom nha Glucose là một Tác không Tinh bột không Vậy ta chỉ có câu 27 27 đáp án gì 27 đáp án A Chỉ có một anh rồi kèm nhá À thầy Minh Tuyên Dương bạn là những bạn comment đầu này Thầy Minh Tuyên Dương bạn Quang Trường Bạn Nguyễn Đạt bạn Khải Minh bạn Thúy Kiều Bạn Trần Thắm Bạn Quang Trường bạn Tú Nguyễn Và những cái bạn mà comment đáp án chính xác Rất tốt Tuyên Dương em Long Hoàng Quang Long Hà Hoàng Có mẹ quá chậm em ạ Quá chậm 18 ta Kim loại nào sau đây được điều chế bằng pháp nhiệt luyện Với chất khử là CO Thì để điều chế bằng pháp nhiệt luyện Với chất khử là CO Thì sẽ điều chế đi những anh kim loại Mà đứng sau AL Bỏ AL Bỏ NA Bỏ TA T 29 Tôi nhóm OH trong mỗi mắt xích phân tử sen Tôi nhóm OH trong mỗi mắt xích phân tử sen Là bao nhiêu Bao nhiêu kem? 3 nhá, chính xác bao OH quát tự do C6 H7 OH hai lần O2. Đúng không? Tất cả nợ là kim loại nào sau đây bị thụ động hóa với NaOH đặc nguội? Thụ động hóa với NaOH đặc nguội là gì ạ? Nhôm, sắt, chrome em nhé. Đấy. Thụ động hóa mất NaOH đặc nguội, nhôm. Thì đáp án đúng đáp án D. 31 hợp chất nào sau đây ạ? Hợp chất nào sau đây vừa tác dụng HCl vừa tác dụng dung dịch NaOH thì nó chỉ có thể là axit glutamic do nó vừa có nhóm n 2 và vừa có nhóm CO2. Và kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy là cao nhất? Đáp án đúng là đáp án B. Còn 33 à, Ba glu cho mình 2 Ag. Số mol Ag 3,24 chia cho 108 bằng 0,03. Vậy số mol glu bằng 0,015. Vậy mình sẽ có 0,015 nhân với 180. À, 0,015 nhân 180 bằng à, 2,7. 2,7 với đáp án đúng chúng ta là đáp án A à, các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. À. Câu 33 à? đáp án A. À. Ok chưa? 33 đáp án A. Rất tốt. Tiến tiếp ạ. À? Câu 34. Tại cùng các chất đều bị thủy phân trong dịch hạn 4 loãng tôn trọng là bỏ bán monosaccharide glu bỏ group bỏ đáp án đúng đáp án C 35 không phải một mon tristerin tác dụng hoàn toàn với đá mắt đun nóng thu được mg glycerol vậy số mol glycerol là 0,1 phải một không mà nhân với chín hai thì bằng chín đấy, phải nói như vũ bão vậy được không ạ tăng tốc nó lên các em ơi và làm đáp án B 36 công thức của tristerin vừa ghi bên trên C17H35 COO tất cả 3 lần C35 37 nào Chất mà tham gia phản ứng trung hợp tạo ra polymer là Chất nào trong những chất sau đây Thực hiện phản ứng trung hợp Mà sinh ra polymer à? Trung hợp thì phải có nối đôi CC à? Loại A, loại B, loại C Đáp án đúng đáp án C 38 Glycine Không tác dụng với chất nào Thì các bạn lưu ý là glycine chúng ta có cả nhóm COH Và nhóm NH2 Đúng chưa? vậy thì nó sẽ tác dụng với axit kiềm. nó sẽ không tác dụng với k hai bốn đáp án đúng đáp án b bỏ nhanh tay nó lên các em ơi gần chưa gần chưa gần chưa còn mềm mạnh mẽ vào có 39 trong cùng một điều kiện ion kim loại nào sau đây không có tính xóa mạnh nhất ion kim loại nào sau đây không có tính xóa mạnh nhất nha có nghĩa là có tính xóa yếu nhất khi nào khi vậy là c ca cộng 39 đáp án đúng của chúng ta Trời ơi À đâu 39 Đề bài hỏi là kim loại nào sẽ được tính hô xóa mạnh nhất Tính hô xóa mạnh nhất Tính hô xóa mạnh nhất thì phải chọn CU hay cộng Bởi vì nó là cái anh kim loại mà có tính khử mạnh thôi có à, anh kim loại thì có tính khử yếu Thì tính hô xóa mạnh nhất Thầy vừa nãy đọc nhầm thành là không ý toàn nhỉ? 40 Khi có xà phòng hóa Khi xà phòng hóa triolin Công thức triolin là C17 H33 COO tất cả ba lần Đáp án nào? Nào. Đáp án là gì ạ? Triolin ạ. Thì mình sẽ thu được c 7 h 33 co tất cả CONa và glycerol. Tệ 41. Nào. Chất tác dụng chất nào sau đây ạ? Tác dụng với H2 tạo thành Sobiton Thì chỉ có hai chất tác dụng với H2 tạo thành Sobiton thôi, đó là glucose và fructose. Đáp án đúng chúng ta đáp án dễ là glucose. 42 đốt cháy m gam metin acetat đốt cháy m gam metin acetat metin acetat ch 3 COO CH3, CH3 công thức phân tử là C3 H6 O2 cộng với O2 thu được 3 CO2 cộng 3 H2O 3 này 6 6 cộng 3 là 9 9 này 7 7 vậy là 7 chứ 2 3,5 mà số mon O2 là 0,28 đúng không ạ Câu hỏi thứ 2 là 0,28. Vậy mình sẽ có là 0,28 mà nhân 1 chia 3,5. 0,28. 0,28 nhân 1 chia 3,5. Bằng à, bao nhiêu đấy? 0,08. 0,08. Vậy mình nhân với phân tử khối là nhân 74. Bằng à, 5,92 gram. 5,92 gam Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? Nào 5,92 gram Vậy đáp án chính xác của chúng ta đáp án gì Đáp án D đúng không ạ Đáp án D Ok nhá Ấm kèm nhá 42 đáp án D 43 nào 43 Ôi hôm nay hơi bị nhiều Có bài tập nha các em Để thu được 5,94 gam cellulose Trinitrat cần phải lấy bao nhiêu mon đầu 3 Vậy mình sẽ có là sen Ăn 3 HNO3 thì tạo thành cellulose trinitrat hiệu suất phản ứng đạt tám phần trăm số mol cellulose trinitrat là năm mươi chia cho hai trăm chín mươi năm mươi chín chia hai chín bảy bằng 0 hai mol 0 hai mol ạ à. không phải mol là số mol của cellulose à, tri 0 ,2. vậy số mol HNO ba 0 x hai nhân ba là 0,6 chia 0,8 Vậy mình sẽ có Nhân 3 chia 0,8 Bằng 0,75 Vậy số mol HNO3 cần lấy là 0,75 mol Đáp bạn chính xác là đáp án B bỏ B bỏ các em nhé một ba 3 bạn chọn D thế Bạn quên chia chia cho hiệu suất à Đấy Chia buồn với những cái bạn Mà chọn D Tại sao 3,5 thì cân bằng phương trình em ơi Mai ở cân bằng phương trình này ra 3,5 44 Nhỏ vài giọt nước Brom và ống nghiệm chưa anilin Thì xuất hiện kết tủa màu trắng 44 đáp án A à. Nha 44 đáp án đúng chúng ta Đáp án A à. 45 nào okay. kìa 45 các bạn chọn đáp án gì ạ 45 nào khẩn trương nào kìa okay. Nhanh tay nhanh mắt mạnh mẽ lên trong cùng điều kiện kim loại nào sau đây tính khử mạnh nhất khi nào đúng không ạ là 46 Tôn số số hỗn hợp gồm ancol nitric C2H5 OH và axit acetic CH3COH thì chắc chắn sẽ ra phản ứng ST hóa 47 đếm rồi số liên kết peptide 1 2 3 4 T 48 ạ 48 ạ nhanh tay hơn thầy chứ 48 à xác công thức phân tử của sát, c 12 2 o 11 49 công thức phân tử glu c 6 12 12 6 50 phát biểu nào sau đây là đúng phát biểu nào sau đây là đúng ạ à? số nguyên tử c trong một phân tử tristerin là 54 xem nào c 17 h 35 co 3 lần 13H5 17 cộng 1 là 18 18 x 3 là 54 54 cộng 3 là 57 Vậy này sai rồi Nhỏ Gliva không đủ để phản ứng bí hồ Bởi vì nó phải từ Tripeptide trở lên Anilin Nào, Anilin Đề bài nói chúng ta là Anilin thì có tính Ba giờ Dung dịch làm xanh giấy quỳ là sai Nó là có tính ba giờ thì đúng Nhưng làm xanh giấy quỳ là sai nhỏ và giọt i2 và lát cắt củ khoai lang xuất hiện màu xanh tím đúng bởi vì củ khoai lang ta có tinh bột đúng không nên hoàn toàn chính xác rất tốt năm bốt ngộ độc sử dụng bếp than là có c rồi nên ngộ độc khí là do một cái khí nào đó có c nên đáp án đúng là đáp án d năm hai năm hai này bao nhiêu gam đồng tác dụng vừa đủ với clo tạo thành 27 bảy gam đồng lo đua cucl 2 vậy từ đồng mình tìm một số mol của cucl 2 này số mol của CuCl2 27 chia bằng một đơn 64 cộng 71 bằng 0,2 à. vậy suy ra Cu là 0,2 0,2 x 64 bằng 12,8 nhá đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C 12,8 53 phát biểu nào sau đây là sai. Điện phân nóng chảy MgCl ở anốt thu được Cl2. Chính xác. Ngát 4NO3 là chất dễ tan trong nước, phân đi hoàn toàn đi ion. Chính xác. Cho Fe tác dụng vào 4 loãng dư. Tạo ra muối Fe2, Fe43 lần là sai đúng không? Phải tạo thành muối gì ạ? À? Fe dương 2 chứ tác dụng với Cl tạo thành muối Fe dương 2 chứ. Đấy các bạn cẩn thận nhá. Năm 1 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Năm 3 đáp án C, sorry. Năm 3 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. tuyên dương tất cả các bạn đã chọn C. Năm 4 trong số các loại tơ sau có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ hóa học tơ hóa học là bao gồm tơ nhân tạo và tơ tổng hợp vậy mình bỏ tất cả những thằng tự nhiên đi bỏ tơ tạo vậy mình sẽ có Nitron, visco ni lông sáu sáu cáp rông thì là tơ hóa học mình sẽ có bốn tơ hóa học em nhé đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án d chúng ta có tổng cộng bốn tơ hóa học d nhá đấy nhiều bạn bị toang này thấy chưa Hello 55 Câu những câu cực kỳ chất đây Những câu này mới gây lú đây Câu này mới thể hiện anh tài đây Số nhận định đúng Nitron là tôi tổ tổng hợp là đúng Nhưng mà tôi acetat là tổng hợp là sai Sản phẩm hóa hoàn toàn etin acrylate thu được muối bán côn chính xác thu được muối Natri acrylate van côn là muối etin Ancon ạ an là ethylix đúng ở điều kiện thường dung dịch xác và tan là sẽ hóa lần đúng xác hóa đa kể các polypeptide đều cho phản ứng màu bí đúng chính xác polypeptide mà Thì chắc chắn là lớn hơn tripeptide rồi triolin gliala axit glutamic đều bị thủy phân trong dung dịch nào khi đun nóng triolin là thủy phân đúng gliala thủy phân đúng nhưng axit glutamic không phải thủy phân mà là nó, nó tác dụng vậy mình chỉ có b c d là nhận định đúng được các em nhá mình chỉ có B, C, D là nhận định đúng thôi nhá. Vậy là mình sẽ tổng cộng có bao nhiêu nhận định đúng ạ? À? Nào. Mình sẽ tổng cộng bao nhiêu nhận định đúng chính xác, chúng ta chỉ có 3 nhận định đúng rồi. Ok ạ, đáp án B. Rồi. Đạt hôm nay mới đổi Ava. Hôm nay trông Ava trông lạ đấy. Không nhận ra, tí nữa không nhận ra học sinh của mình. Đạt ạ. Em phải đổi mặt thầy cơ Thì thầy mới nhận ra em được ý không nhận ra mặt này Rồi Chiến tiếp kìa em nhá Vừa nãy là chúng ta chiến đến câu 55 rồi 55 là cũng uh, Gần sát rồi đấy Bây giờ mình sang câu tiếp theo này Câu 56 Cho các phát biểu sau số phát biểu đúng này tăng dần độ khó tăng dần độ khó năm sáu bạn chọn đáp án gì năm sáu ạ năm sáu các em ơi mạnh mẽ lên điện phân dung dịch agno 3 điện cực trơ thu được khí o 2 ở ca tốt ca tốt là nơi ca trông đến vì thấy thu được ag chứ làm sao thu được o 2 sai trong các kim loại ag là dẫn điện tốt nhất bộ đội bộ là bạc đúng không đúng nhúng thanh zn và dung dịch cus 4 thấy khối lượng dung dịch tăng lên zn và cu thì cu bám trở lại zn cu 64 zn 65 mươi là thanh kim loại thì giảm đi thì khối lượng dung dịch tăng lên đúng kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là hg đúng thanh sắt và dung dịch cus 4 kết tủa màu vàng sai đồng không phải vàng vậy tương tự mình cũng sẽ có bao nhiêu ạ bao nhiêu phát biểu đúng ạ để bảo phát số phát biểu đúng nhá bao nhiêu các em rồi ôi giời bạn chọn d bạn chọn c nhỉ chính xác đáp án đúng chúng ta phải là gì ạ điện phân dung dịch ag 3 điện cực trơ thuộc được khí hoài ở cá tốt là sai nhá Cho kim loại ag là kim loại dẫn điện tốt nhất là đúng nhá nhúng thanh ZN và dung dịch chứa cus 4 thì khối lượng dung dịch tăng lên là đúng nhá Tại vì là thu khối lượng thanh giảm đi mà ZN65 mươi 64 mà thì ZN ra là trừ 65 Cu vào là cộng 64 vào thì nó khối lượng thanh giảm đi thì khối lượng dung dịch phải tăng lên nhá Cái loại nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là HG là đúng nhá Thanh sắt và dung dịch cus 4 là đúng nhưng mà có kết tủa màu vàng là sai Vậy là ta sẽ chỉ có 3 nhận định đúng thôi D ạ Hay chưa 56 D nhá 56 g nhé các em D ạ à. Nào tiếp tục 57 nào 57 nào 57 đã bán gì ạ à? Căng Căng Cho phát biểu sau số phát biểu đúng này Kim loại đồng thì khử được ion Fe2 cộng trong dịch Kim loại đồng thì khử được ion Fe2 cộng trong dung dịch Fe2 cộng cộng với đồng không Không Sai Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là li ti. Đúng chưa? Đúng. Kim loại nhôm tan trong H4 đặc muội sai, nhôm sắt chrome bị thụ động. Điện phân nóng chảy NaCl. Thu được kim loại Na là đúng nhưng ở anode là sai. Phải ở K tốt. Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử kim loại xem nào. M cộng thành mờ thì hiện tính oxy hóa thì nó sẽ là bị khử thì đúng là khử ion kim loại thành nguyên tử kim loại đúng được chưa vậy ta tổng cộng có mấy phát biểu đúng nào mấy phát biểu đúng Ôi nhiều bạn chọn b nhỉ nhiều bạn chọn b thế hay chưa ấy những câu này lú lác lắm nhờ đáp án đúng chúng ta phải là đáp án gì c hai chỉ có hai thôi hai và năm em nhá ta chỉ có hai và năm thôi tăng cực câu năm tám nào ờ câu năm tám nào cho các phát biểu sau nào năm tám ạ cho các phát biểu sau số phát biểu đúng là ba phát biểu đúng làm mấy câu nhận định này sướng cả nào Vị ngọt trong mật ong chỉ do đường fructose sai, có cả glu. Các chất công thức chung CnH2O tất cả mọi lần đều thuộc carbohydrates sai, đúng chưa? Ví dụ như là CH2O thì thằng này không phải thuộc loại carbohydrates. Ống nhựa PVC có thể dùng làm vật cách điện bảo vệ lớp cáp điện dưới lòng đất đúng. Nó là chất dẻo, cao su lưu hóa có tính đàn hồi, lâu mòn, khó tan hơn cao su thường, đúng dầu mỡ rán lại nhiều lần bị oxy hóa một phần thành ít gây độc cho cơ thể đúng được chưa đúng đấy có thể sử dụng quỳ tím hoặc dung dịch brom phân biệt hai dung dịch phenylamin và lysin quỳ tím thì phenylamin không đổi màu lysin chuyển thành màu xanh brom thì phenylamin cho mình kết tủa màu trắng và lysin thì không hiện tượng phenylamin chính là anilin nên ép đúng Vậy suy ra câu 58 của chúng ta có 4 đi đúng, chính xác. Đấy, làm cái đống này của thầy Minh là nghi ngờ nhân sinh ngay. Câu 59 ạ, câu cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay ạ. Câu 59 ạ, câu cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay. Hay chưa, Đấy, các em thấy không? Làm những cái câu này và vào buổi sáng là não nó lú lắm. 59 ạ, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn có bao nhiêu thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối nào hai muối nhà f 3 4 hcl là fecl 2 và fecl 3 một trắng e 34 4 3 dư sản phẩm tạo thành sản phẩm khử duy nhất thì nó chỉ tạo thành FN no ba lần thôi họ sai Al và H3 loãng không có khí thoát ra thì mình sẽ thu được Al nấu 33 lần cộng NH4 nấu 3 được chưa? Cộng nó 4 độ 3. Vậy là đúng. Cho FE vào dịch FECL3 dư thì mình sẽ thu được FE CL2 và có cả FE CL3 dư nữa. Đúng tiếp. CU và FECL3 tỷ lệ mol 11. CU cộng với FE3 cộng tạo thành CU2 cộng cộng FE2 cộng 2 2 1 1 Vậy thì CU dư ME3 cộng hết Vậy chắc chắn thu được hai muối là CU2 cộng và ME2 cộng Đúng Được chưa Vậy Ở đây ta sẽ có bao nhiêu dung dịch thu được hai muối ạ Tổng cộng ta sẽ có 4 dung dịch Thu được hai muối Các em nhá 4 dung dịch Thu được hai muối Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C bình chưa Sáng nay là buổi sáng chốt lại nhá sáng nay là buổi sáng chốt lại chống sai ngu lý thuyết hóa hôm nay thầy mình đã đi với các em xong toàn bộ 8 đề chống sai ngu lý thuyết hóa và hẹn gặp lại các em vào sáng mai với chuỗi bài học đầu tiên với đề đầu tiên là đề luyện phản xạ hóa wow. học được không ạ cứ buổi sáng chúng ta sẽ luyện phản xạ hóa học với nhau và buổi học sáng nay đến đây là kết thúc thì mình rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi buổi học cùng với mình và chúc tất cả các bạn và các em có một buổi sáng vui vẻ và mát mẻ rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em vào sáng mai nhá bye bye chào tạm biệt cả lớp hẹn gặp lại các em chúc các em buổi sáng vui vẻ